Ngày nay thì ba lô rất là phổ biến, nhưng mà sử dụng ba lô chứ bạn có biết ai là ông tổ của ngành ba lô chưa? Theo như tôi tìm hiểu được á, thì cái vật đầu tiên mà giống ba lô có niên đại cách đây khoảng 5.000 năm. Sử sách ghi lại á, là đã có một người đàn ông đơn độc vượt dãy Alps và anh đó đã không may. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy bên cạnh anh ta một vật có khung cứng, có dây đeo luôn, khá là giống với ba lô ngày nay, nhưng mà vì anh ta đã. Cho nên không ai biết anh ta có phải là người phát minh ra cái đó hay không. Nhưng mà tôi có một cái thắc mắc á, là nói anh này đơn độc vượt dãy Alps. Ủa chuyện đó ai chứng kiến ta? Tới cuối thế kỷ thứ 19 á, thì một đại tá người Mỹ tên là Henry Clay Merriam đã được cấp bằng sáng chế cho cái này nè. Cái này có chất liệu là da và độ cân bằng khá là kém, nhưng mà hồi thời đó nó cho phép binh lính mang được nhiều đồ hơn. Tuy nhiên thì cái này nó cũng chưa thực sự tối ưu lắm, cho nên đại tá chắc cũng chưa phải là ông tổ của ngành ba lô đâu. Đến năm 1909 thì một người Na Uy có tên là Ole F. Bergens, nếu mà có đọc sai tên thì đừng có về gạt giò con nha, đã chế tạo ra cái này. Cái này thì có khung kim loại form khá là đẹp, khá là giống cái ba lô ngày nay luôn, nhưng mà ông này vẫn chưa được coi là ông tổ của ngành ba lô. Tới năm 1947 thì vợ chồng nhà leo núi Gary Cunningham đã chế tạo thành công một cái ba lô có dây kéo và có nhiều ngăn, khá là giống cái ba lô ngày nay luôn. Nhưng mà không phải cái này của nhà tôi. Cái của vợ chồng nhà leo núi đặt tên là Garris. Và tới năm 1967 thì Gary Cunningham chế tạo thành công ba lô hình giọt nước và chất liệu bằng ni lông dành cho những nhà leo núi. Phải biết là cái thời đó chế tạo ra một cái ba lô mà chất liệu ni lông á là được coi như một cuộc cách mạng rồi. Cho nên là Gary Cunningham có thể được coi như là ông tổ của ba lô hiện đại bây giờ. Nhưng mà chỉ là ông tổ của ba lô hiện đại thôi nha. Mà có một cái này vui nè, là hồi đầu thế kỷ thứ 20 á, đây được xem như là những cái ba lô đi học đầu tiên á. Là hồi đó là học sinh đi học là vậy nè. Đó, lấy hai cái sợi dây thắt vào hai cặp sách xong thêm một cái sợi dây nữa treo lên. Từ năm 1900 tới năm 1930 là học sinh sử dụng cái kiểu như thế này để đi học đó. Để ra được cái ba lô có hình dạng như ngày hôm nay á, thì nó đã trải qua một quá trình hình thành rất là lâu dài bởi công sức của rất là nhiều người. Cho nên là bạn nào muốn mua ba lô thì mua ở đây nha. Ngoài cái mẫu mà mọi người vừa thấy ra thì tôi còn rất là nhiều mẫu ba lô khác nữa, có thể tham khảo trên video nha. Sản phẩm bên tôi thì đều có bảo hành 30 ngày và có hỗ trợ free ship từ TikTok Shop nữa đó. Còn ở trên video mà không đủ thì vào cửa hàng coi nha.